tô buôn quyền lực bằng gì? Chưa có chế độ nào mà những điều xấu xa, tệ hại của quan chức lại được bao che như ở Việt Nam. Cụm từ bí mật nhà nước đã bị biến tướng. Nghĩa gốc của cụm từ này chỉ những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia thuộc diện cần phải bảo mật. Tuy nhiên, ở chế độ này, sức khỏe lãnh đạo cũng được diện vào bí mật quốc gia. Lãnh đạo cấp cao, mua quan bán tước hay tham ô, tham nhũng cũng được liệt vào diện bí mật quốc gia. Trước đây, việc Tô Lâm dính líu đến vụ mobile phone mua AVG được ông Nguyễn Phú Trọng chỉ định đưa vào diện bí mật quốc gia, nên đã cứu Tô Lâm một bàn thua trông thấy. Cho đến nay, báo chí vẫn được lệnh không dám hé răng về bất kỳ trường hợp quan chức mua quan bán chức nào. Năm 2017, bà Châu Thị Thu Nga khai đã chạy vị trí đại biểu quốc hội với giá lên tới 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an chỉ cung cấp cho báo chí thông tin là bà Nga mua vai trò đại biểu mà không hề cho biết người bán là ai. Được biết, bà Châu Thị Thu Nga là doanh nhân. Tại thời điểm bị bắt, bà là chủ tịch Hosting Group. Bà Châu Thị Thu Nga, người từng chi tới 30 tỷ đồng để mua ghế đại biểu quốc hội tại Việt Nam. Đấy là việc dân mua tước thì nhà nước chỉ công khai phần dân. Còn vị quan tham nào bán tước cho bà Nga thì được xem là bí mật. Đấy, đảng ta khôn như vậy. Nguyên nhân là nếu cho phép công khai cả người mua lẫn người bán, thì có lẽ như ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói là lấy ai làm việc. Bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam là cả một thị trường mua quan bán tước sôi động nhưng được giấu kín. Đặc biệt thị trường này là sân chơi dành riêng cho quan chức, không có phần của thường dân nên được bảo mật hoàn toàn. Dù hầu hết quan chức từ cấp thấp đến cấp cao đều có lý lịch đỏ nhưng vẫn cần phải có tiền để mà chạy trọt, để lên chức cao hơn nữa. Đó là một trong những nguyên nhân khiến cho quan chức phải nặn dân cho ra tiền để mua quan bán tước. Có quyền lớn chỉ cần ký giấy thuyên chuyển là có tiền. Bất kỳ quan chức nào ngồi vị trí được quyền ký giấy tờ trên đều có thể bán tước được với số tiền kiếm ra khổng lồ. Đấy là thị trường buôn bán quyền lực cấp trung và cấp thấp. Còn ở cấp cao, đặc biệt là tứ trụ thì họ dùng quyền lực để buôn quyền lực. Bởi lên đến vị trí này ai cũng đã quá giàu, có quá nhiều của chìm của nổi nên họ chỉ cần quyền lực. Hơn nữa, khi đã có quyền lực thì họ cũng sẽ có tiền bạc với số lượng rất lớn. Như Tô Lâm, ông ta đang khai thác tối đa quyền lực của mình trong Bộ Công an để chiếm cho bằng được ghế tổng bí thư. Ông Võ Văn Thưởng chính thức mất chức vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, nhưng đến nay các tay buôn vẫn chưa ngã giá xong về việc chọn người kế nhiệm. Dự kiến là đến hội nghị Trung ương 9, các bên lại tiếp tục ngã giá gay gắt về vị trí cần thiết trong Bộ Công an và trong Ban Bí thư. Mọi chiêu thức đều sẽ được các phe tung ra hết để quyết giành cho được ghế mong muốn. Ở mâm này dùng tiền cũng không ăn thua. Tô Lâm đang dùng hết quyền lực hiện có để lấy cho bằng được chức Tổng Bí thư. Hiện nay Tô Lâm vẫn đang tăng cường bắt bớ. Ông vẫn làm những điều mà ông ta đã làm trong 8 năm qua để phục vụ cho công tác đốt lò của ông Trọng. Tuy nhiên lần này có vẻ như mọi chuyện đã khác hơn xưa rất nhiều. Ông Tô Lâm không còn thực hiện theo mệnh lệnh của kẻ khác mà là thực hiện theo ý đồ riêng của ông. Tay buôn Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng những bí mật của các đồng chí đem ra chồng lên bàn để mà đàm phán, để đưa ra yêu sách của ông. Chưa biết những tay buôn khác sẽ ra giá gì. Có lẽ họ cũng phải dùng tương quan quyền lực để ngã giá cho các chức tước, không thể dùng tiền. Nếu dùng quyền lực cá nhân chưa đủ thì họ sẽ vận dụng đến quyền lực nhóm. Ngay Tô Lâm cũng đang dùng quyền lực nhóm, chứ không phải một mình ông đơn thương độc mã. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh nếu liên kết thì có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị, 19 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên dự khuyết. Không biết nhóm này có thể thắng được cuộc đua bán mua với Tô Lâm hay không. Tô Lâm và các nhóm đối thủ đều đang tìm mọi cách để giành ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, liệu họ chỉ dùng quyền lực để mua quyền lực hay dùng cả nhân mạng để mà mua bán đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô buôn quyền lực bằng gì. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bão chính trường vừa giành lò vừa giật ngai, Tô muốn biến tổng thành tù nhân. Từ trước đến nay, mỗi khi có làn sóng bắt bớ quan tham, người dân đều mặc định đấy là ông Tổng đốt lò. Bởi lâu nay, ông Tô Lâm chỉ như là một công cụ dưới trướng của ông Trọng, chỉ biết thực hiện công việc bắt bớ theo lệnh của ông Trọng. Có thể ví phe lò của ông Tổng như là một căn nhà trong đó có một cái lò đang cháy ngồn ngột. Ông Trần Cẩm Tú có vai trò phân loại giữa gỗ và củi. Chỉ có những thanh củi thì mới đến lượt Tô Lâm ra tay, vác cho vào lò. Cứ như thế, lò đã cháy được gần chục năm, đã đốt không biết bao nhiêu củi. Tô Lâm đang muốn làm chủ lò thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang yếu dần, tuổi thọ của ông cũng dần cạn. Trong tay ông Trọng đang nắm giữ hai thứ quý giá, đó là ngai vàng và cái lò đang cháy. Lò là công cụ bảo vệ ngai vàng, lò là có chức năng đốt hết những kẻ khó bảo hay những kẻ có âm mưu tạo phản để bảo vệ ngôi báu cho ông. Nhờ có lò đốt sạch đối thủ mà ông Trọng mới có thể ngồi lại ngai vàng sang đến nhiệm kỳ thứ ba. Giả sử có ai đó giật được cái lò, đồng thời cũng chiếm được ngai vàng, thì chắc chắn người đó sẽ có sức mạnh chính trị không ai địch nổi, tương đương như ông Nguyễn Phú Trọng từng có. Ông Võ Văn Thưởng không bị ông Trần Cẩm Tú phân loại thành củi, nhưng lại bị Tô Lâm biến thành củi. Đây là điều vô cùng đau đớn trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi chính kẻ ra tay và lại là kẻ tay sai chuyên làm công việc vác củi cho vào lò, giờ đây lại đốn luôn cột nhà, quẳng vào lò. Mà chủ lò đành đứng nhìn, bất lực, không ngăn cản. Điều này cho thấy ông Tô Lâm đang muốn chiếm dụng luôn cái lò của Tổng Trọng. Chưa bao giờ ông Tô Lâm lại cho bắt nóng các quan chức ngay khi đang tại chức nhiều như bây giờ. Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều là những người bị bắt khi đang tại chức. Từ nay cho đến Đại hội 14, dự đoán sẽ còn rất nhiều trận bắt bớ bất ngờ như thế diễn ra. Khi lò thay đổi quy trình đốt củi, thì đấy cũng là dấu hiệu lò đang đổi chủ. Ngày nay, những người bị biến thành củi và bị quăng vào lò chưa chắc là ý của ông Trọng, mà có thể là ý của Tô Lâm. Ông Tô Lâm đang dần tiếm quyền của ông Trọng thông qua công việc đốt lò. Không những sức khỏe về thể chất mà sức khỏe chính trị của ông Trọng cũng đang yếu dần. Hiện nay vị trí Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng để lại vẫn còn chưa có chủ. Nguyên nhân là các phe đang còn giành giật nhau. Nếu muốn ông Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì phải đi kèm điều kiện này, điều kiện kia. Tương tự, phe kia cũng đưa ra những điều kiện này, điều kiện kia, không bên nào chịu nhường bên nào, dẫn đến thương lượng bế tắc. Ông Tô Lâm đang tiến từng bước trên con đường đến chiếc ngai vàng của Tổng Trọng. Chiếm được lò là bước đầu tiên để giật được ngai vàng. Ông Tô Lâm đang muốn chiếm cả hai. Giả sử kết cục ngã giá mà nghiêng hết lợi thế về cho phe Tô Lâm, thì khi đó ông Trọng có khả năng sẽ mất cả lò lẫn ngai vào tay thuộc hạ, từng được ông tin tưởng, từng phục vụ ông hết mình. Khi đó ông Trọng chẳng khác nào cá nằm trên thớt đối với Tô Lâm. Khi đó dù chưa hạ bệ được Tổng thì Tô Lâm vẫn có thể biến Tổng thành tù nhân, có danh nhưng không còn thực quyền. Cuộc chiến cung đình cho Đại hội 14 chỉ mới ở bước khởi động mà đã gây ra rất nhiều xáo trộn. Tiếp theo sẽ có rất nhiều phim hay, bởi khi Tô Lâm đã vào vai người đốt lò thì ông ta sẽ ra tay rất tàn bạo, bắt bớ không tuân theo quy trình nào, khiến hàng loạt quan chức phập phồng lo sợ. Từ đó có khả năng rất nhiều kẻ thù của Tô Lâm sẽ phải phản kháng và liên kết cùng nhau để chống lại. Tô Lâm đang gieo gió, có ngày sẽ gặt bão.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Bão chính trường vừa danh lo vừa giật ngai, Tô muốn biến Tổng thành tổ nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm